Uber sang cái phần tiếp theo, cái phần có lẽ là quan trọng nhất của bài này, là cái slide tiếp theo, nó tên là Classification of Investment Securities. Thì tóm lại cái phần này là như thế này. Tức nghĩa là lúc nãy mình có nói về một khái niệm nó gọi là Financial Assets. Thì Financial Assets nó gồm rất là nhiều thứ khác nhau, nào là Stock, Bond này, Derivatives này, Receivables này, rất nhiều thứ mà nằm ngoài phạm vi của trong sách nó nói luôn, nó liệt kê rất nhiều thứ. Thì mình không cần phải biết hết những thứ đấy là cái gì cả, mà ở đây họ chỉ quan tâm đến một thứ trong cái phần Financial Assets đấy, nó gọi là Investment Securities đấy. Thì đây nó tên gọi của slide này là Classification of Investment Securities. Thì Investment Securities là gì? Thì đó, thì mọi người cứ hiểu cách đơn giản đấy là nó gồm bond và stock của các công ty khác, đấy, cổ phiếu trái phiếu đấy, cứ hiểu thế cho đơn giản, thế là được hay không? Thì những cái bond và stock mà một công ty sở hữu ý, thì nó chia làm 3 loại, nó được liệt kê ở slide này. Và mọi người sẽ phải biết là ba loại này nó được report như thế nào ở trên financial statements các thứ. Thì ở slide này nó sẽ nói về cái vấn đề đấy. Thì đây nó có ba loại như thế này. Thì mình sẽ nói từ dưới lên nhá. Mình sẽ nói từ cái thứ ba trước. Nguyên nhân tại sao thì tí mọi người sẽ biết, mà giờ mình sẽ nói từ cái thứ ba trước. Cái thứ ba nó biết là HFT. Thì cái từ HFT đến nó là viết tắt của Held for Trading. Held for Trading Securities có nghĩa là những cái securities mà được công ty mình mua với mục đích là mình sẽ trade nó trong tương lai gần ấy, trong vòng 1 năm ấy. Kiểu mình mua về chỉ để trong vài tháng tới thôi mình sẽ bán đi cho một người khác, hay là hạn của nó rất ngắn thì trong vòng 1 năm thôi chẳng hạn. Đấy, những cái như thế, kiểu mình mua về mình chỉ tìm cách trade ngắn hạn thôi, short term thôi, thì nó gọi là Held for Trading nhá. Đấy, tên gọi của nó là như thế luôn, đúng không? Held for Trading là giữ chỉ để trade thôi. Thì với những cái như thế thì giá trị của nó được report ở trên balance sheet ấy, nó sẽ bằng với cả fair market value, nghĩa là cái giá trị hiện tại ở ngoài market, ngoài thị trường. Đó. Rồi, tiếp theo này, dividend income này, interest income này, realized gains and losses này, unrealized gains and losses đều được report ở trên income statement hết. Thì mấy cái này là cái gì? Thì đầu tiên nhá, dividend income này. Dividend income có nghĩa là ví dụ mình mua stock ở một công ty thì rõ ràng là mình sẽ nhận được dividend của công ty đấy, đúng không? Suy ra nó là dividend income nhá. Interest income có nghĩa là mình mua một cái bond của công ty khác thì mình nhận được tiền interest income của công ty đấy, đúng không? Yeah. Tiếp theo nó có hai khái niệm, nó gọi là realized gains and losses với cả unrealized gains and losses ấy. Thì nó là như thế này. Nó như này, tôi ví dụ một cái cho dễ hiểu. Được, giả sử nhá. Giả sử cái mình đang có một cái Held for Trading Security có giá trị là 1.000 đi, hiện tại là 1.000 nhá. Bây giờ nửa năm trôi qua, giá trị của nó tăng lên thành 1.500. Đấy, nó tăng lên 1.500. Bây giờ ấy, nếu mà mình bán đi cái đấy ngay lập tức thì mình sẽ nhận được một khoản gain là 500 so với giá trị ban đầu của nó, đúng không? Mình nhận một khoản gain là 500. Thì cái khoản gain đấy nó được gọi là Realized Gain. Realized gain có nghĩa là cái khoản gain này nó đã được realized rồi, nó được realized rồi thông qua cái việc là mình bán nó đi và mình trực tiếp mình nhận tiền, thì nó gọi là realized gain nhá. Bây giờ một ví dụ khác, vẫn là cái Held for Trading Security đấy có giá trị là 1.000 và nửa năm sau nó tăng lên thành 1.500, nó như thế đi. Thì có phải là cái Held for Trading Security này nó được report ở fair market value đúng không? Có nghĩa là ở cái thời điểm 6 tháng sau ý, mình sẽ phải sửa lại cái balance sheet là nó là thành 1.500 chứ không phải là 1.000 nữa, đúng không? Thì bây giờ tức nghĩa là mình vẫn có một cái khoản gain ở trên income statement là bằng 1.500 trừ đi 1.000 là do cái giá trị của cái asset của mình tăng lên 500, đúng không? Tuy nhiên thì cái khoản gain đấy nó được gọi là unrealized gain. Lý do là bởi vì là mình chưa bán nó đi, mình chưa nhận được trực tiếp cái khoản gain đấy nên là nó chưa được realized. Nó gọi là unrealized gains là như thế. Thấy không? Đấy là khác biệt giữa realized với cả unrealized gains. Realized nghĩa là mình đã bán cái gì rồi và mình nhận được cái tiền trên lần đấy. Còn unrealized nghĩa là cái market value nó thay đổi, nhưng mà mình chỉ thay đổi cái số ở trên balance sheet thôi, mình chưa thực sự mình nhận được cái đồng tiền đấy. Thấy không? Rồi, thì cái Held for Trading Securities này thì tất cả bốn cái đấy
dividend income này, interest income này, realized và unrealized gain loss đều được report trên income statement hết. Tiếp theo, đến cái thứ hai thì nó gọi là held to maturity securities. Thì held to maturity thì maturity ở đây có nghĩa là ngày đáo hạn đi, ngày hết hạn. Thì held to maturity có nghĩa là mình sẽ giữ cái đấy cho đến khi nó hết hạn luôn. Đó, tóm lại cái held to maturity này nó sẽ chỉ gồm bond thôi, nó không có stock nữa. Tại lý do là stock thì làm gì có hạn, chỉ có bond thì nó có ngày đáo hạn thôi. Đấy, cho nên là cái HTM này này nó sẽ chỉ gồm bond thôi, trong khi hai cái còn lại AFS và cả HFT nó sẽ gồm cả bond và stock. Đấy thì nói trước là như thế. Thì cái held to maturity này là những cái thứ mà mình giữ với mục đích là mình sẽ đợi nó hết hạn, chứ mình không mua bán gì hết cả. Đấy, mình không có mục đích là mình trade nó hay gì hết, mình sẽ giữ nó cho đến cùng. Thì cái giá trị của cái held to maturity này nó sẽ được report bằng cái gọi là amortized cost. Thì amortized cost là cái gì thì giờ mọi người chưa biết và mọi người cũng chưa cần phải biết, tại vì nó sẽ có reading nó nói về cái phần đấy. Thì giờ ấy thì mọi người cứ tạm coi nhá là cái amortized cost này nó bằng với cả cái historical cost của cái bond đấy. Ví dụ hồi mình mua thì cái bond này có giá trị là 1.000 chẳng hạn, thì 1.000 là historical cost, và từ đấy trở về sau thì lúc nào cái giá trị của cái bond này cũng là 1.000 hết, kể cả là nó cái market value nó có tăng lên thành 1.200 hay là 1.300 hay là gì gì đi nữa, thì mình vẫn luôn luôn report ở cái historical cost là 1.000 nhá. Đấy, giờ cứ tạm thời coi cái amortized cost nó bằng historical cost, là bằng cái giá trị lúc mà mình mua nó về. Ok. Rồi thì ở cái held to maturity này này thì unrealized gain với cả loss từ việc thay đổi market value thì nó không được recognize. Lý do là bởi vì là có phải là một khi mình report là 1.000 thì lúc nào cũng là 1.000 rồi, historical cost là luôn luôn là 1.000 đúng không? Market value nó có là 1.200 hay 1.300 gì nữa thì mình vẫn để nguyên ở trên balance sheet là 1.000. Mà mình để nguyên là 1.000, suy ra mình sẽ không có một khoản gain hay là loss gì hết đúng không? Suy ra là unrealized gain loss là không được tính, không quan tâm luôn. Đấy. Tuy nhiên ý, thì interest income với cả realized gain loss thì sẽ được recognize ở trên income statement. Thì interest income là bởi vì nó là cái bond đúng không? Cho nên là nó có interest income. Thì interest income thì được report ở trên income statement. Ok rồi nhá. Còn realized gain loss ý, thì cái này nó có phải report. Lý do là bởi vì nhá, mặc dù là mình report nó ở giá trị là 1.000 historical cost đúng không? Tuy nhiên khi mà mình bán nó đi thì cái giá trị mà mình nhận được ý, nó sẽ là market value đúng không? Khi mình bán ngoài thị trường thì rõ ràng mình sẽ phải dùng market value rồi, chứ ai để trade với mình cái historical cost đâu đúng không? Đấy, thì bây giờ nó là 1.000 nhá, mình bán nó đi với giá là 1.300 thì rõ ràng mình sẽ được gain là 300 đúng không? Đấy, và bởi vì là cái đấy là mình có được gain mà mình realize nó, cho nên nó được gọi là realized gain. Và cái realized gain này thì nó có được, phải được report và report trên income statement. Đấy nhá. Đây là sự khác biệt giữa unrealized với cả realized gain nhá. Unrealized là mình bởi vì mình không bán nó đi, cho nên là balance sheet nó giữ nguyên, không có cái gì thay đổi cả, không phải report cái gì hết. Nhưng một khi mình đã bán nó rồi thì mình sẽ sinh ra một cái khoản gain, và lúc đấy bắt buộc là mình sẽ phải report khoản gain đấy, thì nó gọi là realized gain. Thấy nhá, loss thì tương đương với gain thôi. Rồi và đến cái loại thứ ba này. Cái loại thứ ba thì nó gọi là available for sale securities. Thì available for sale thì cái này tóm lại sách nó định nghĩa là nó là những cái gì mà không phải ham kia. Tức nghĩa là cũng không phải là mình có mục đích là trade lúc ban trade mua về chỉ để trade trong thời gian ngắn hạn, và cũng không phải là mình mua về với mục đích là giữ nó đến tận cuối cùng ý. Đấy, nó là một cái ở giữa, nghĩa là một cái là có thể là mình sẽ giữ nó nhưng mà sau này có thể mình đổi ý thì mình sẽ bán đi, kiểu như thế. Đấy, thì cái available for sale này thì nó là một cái, đấy, cái nào không phải hai cái kia thì nó là phân loại cái này. Thì cái này nó giống với cả held for trading nhá, là nó được report ở fair market value. Đấy, chứ không phải là amortized cost and gì hết. Market value mà thay đổi thì giá trị trên balance sheet cũng thay đổi. Đấy nhá. Rồi dividend income này, interest income, realized gain và loss thì sẽ đều được report trên income statement hết. Tức nghĩa là cái này thì giống như là cái held for trading nhá.
nó chỉ khác cái help for trading được đúng một chỗ, đấy là cái unrealized gain loss ấy, nó sẽ được đưa vào phần OCI chứ nó không được đưa vào income statement. Đấy, tức nghĩa là đấy, cứ ban đầu là 1.000 nhớ, nó tăng lên thành 1.300 thì mình có một khoản gain là 300, nhưng 300 gain đấy nó sẽ không được đưa vào income statement mà nó sẽ được đưa thẳng vào phần equity luôn, dưới dạng là other comprehensive income. Đấy, và nó sẽ khiến cho cái balance của cái account nó tên là accumulated other comprehensive income nó sẽ tăng lên 300. Đấy thì cái này thì ở cuối định trước thì mình có nói là có bốn cái được tính là OCI đúng không? Thì cái này là cái thứ tư là unrealized gain loss from available for sale securities. Đấy á, thì là cái này. Thì đây thì nó có cái ví dụ. Thì nó có cái ví dụ 8. Thì đây mặc dù là hơi muộn rồi nhưng mà cái này khá quan trọng, cái này mình cứ nắm qua cái ví dụ này nữa thì cũng không tính là không sao. Đây ví dụ 8 này, thì đây nó cho mình một cái security giá trị là 5 triệu này, 10% interest là 10% semi-annual, có nghĩa là 10% là cứ nửa năm là trả 5%, sau 6 tháng thì nhận được một cái khoản interest, nó gọi là coupon payment. Đấy, nhận được một khoản interest từ cái security này là 250.000 này. Cái giá trị của cái món này nó đã tăng lên 1 triệu. Đấy, tức là từ 5 triệu nó tăng lên thành 6 triệu. Rồi, bây giờ nó bảo là giữa ba cái loại HTM này, AS và cả HFT thì ở mỗi một loại thì sẽ report được gì? Này nói về đấy. Thì đầu tiên nhá là HTM này thì giá trị trên balance sheet nó sẽ bằng amortized cost. Thì ở đây mọi người có thể thấy là cái công thức tính amortized cost nó là bằng face value trừ unamortized gì đấy, discount premium gì đấy. Thì giờ thì chưa cần quan tâm nó cái gì cả, cứ coi như nó là bằng historical cost là bằng 5 triệu nhá. Đấy, nó bằng 5 triệu. Rồi, ở trên income statement thì mình sẽ có một khoản interest income là bằng 250.000. Đấy, realized gain and loss thì không có, bởi vì là mình không thể bán đi đúng không? Không thể bán đi thì không có realized gain hết cả. Xong. Tiếp theo là IFRS này, thì ở trên balance sheet thì nó sẽ được report ở fair value, fair market value là 6 triệu. Đấy, và bởi vì là mình chưa bán nó đi cho nên mình sẽ có một cái khoản gọi là unrealized gain là bằng 6 triệu trừ 5 triệu là bằng 1 triệu. 1 triệu đấy nó sẽ được report ở phần OCI, nó được coi như là other comprehensive income 1 triệu. Đó, income statement thì interest income vẫn là bằng 250.000, không có gì mới. Realized gain and loss thì vẫn là bằng không, bởi vì không bán đi. Đến cái thứ ba thì là HFT này, thì cũng là report ở fair value là 6 triệu. Interest income là 250.000 ở trên income statement. Realized gain and loss bằng không, giống như hai cái kia. Ở đây nó chỉ khác một cái, đấy là ở IFS thì cái đấy 1 triệu gain nó là unrealized và nó OCI đúng không? Thì ở HFT thì cái 1 triệu này nó lại được đưa thẳng vào income statement luôn, dễ dàng là game game concept này. Đấy nhá. Rồi thì tóm lại là nó có ba cái như thế này thì mọi người phải hiểu, và nếu mà nó cho một cái bài như thế này thì mọi người sẽ phải biết được là report như thế nào. Thì nếu mà đề bài nó hỏi nó sẽ nói hẳn cho mọi người là cái này là AFS hay là HTM hay là HFT, đấy nó sẽ nói hẳn ra. Mọi người chỉ cần, mọi người không cần phải biết cách phân biệt, mọi người chỉ cần biết là với mỗi loại thì report như thế nào thôi. Đấy nhá, thế nhá, tóm lại là mọi người phải làm được cái bài như cái bài này. Mình biết là ba cái này nó khá là dễ nhầm với nhau ý. Thì đấy, thì mọi người làm như thế nào để nhớ được mình nhớ. Đây thì mình tổng hợp lại một vài quy tắc của ba cái này nữa. Thứ nhất này là realized gain hoặc là loss thì luôn luôn là report trên income statement, dù có là loại nào trong ba cái này đi nữa. Thì một khi mà nó đã được realized rồi nhớ, nghĩa là một khi mình đã bán nó rồi thì bắt buộc là phải report trên income statement. Đấy, đấy là cái cả ba cái giống nhau này. Cái tiếp theo đấy là những cái gọi là dividend income hay là interest income ấy. Những cái đấy cũng bắt buộc là phải report rồi, income statement đấy. Đó, còn lại thì ba cái này nó sẽ khác nhau ở những điểm linh tinh khác ấy. Thì những cái điểm khác nhau đấy, ví dụ như là unrealized gain loss nó khác nhau ở cái gì, thì cái những cái đấy thì mọi người bắt buộc là phải nhớ thôi. Đấy, mình chỉ tổng hợp lại chung chung như thế.